Vĩnh Tràng tọa lạc trên đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là một trong những địa danh mà bạn không thể bỏ qua khi đến với Tiền Giang. Chùa do ông Bùi Công Đạt tạo dựng nên. Được biết, ông là một vị quan dưới triều vua nhà Nguyễn vào đầu thế kỷ 19. Năm 1984, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Chùa được xây dựng theo hình dáng chữ quốc với khuôn viên rộng 20.000 m², kiến trúc vô cùng độc đáo và không kém phần nguy nga, tráng lệ. Công trình lấy cảm hứng từ sự giao thoa của kiến trúc phương Đông lẫn phương Tây, trong đó có thể kể đến các nước Pháp, La Mã, Thái, nhưng chủ yếu vẫn mang trong mình vẻ đẹp của kiến trúc điêu khắc truyền thống Việt Nam kỳ công và tinh xảo. Có thể nói, nếu một lần ghé thăm, bạn sẽ trầm trồ trước hệ thống những pho tượng khổng lồ tại đây. Chùa Vĩnh Tràng có đến khoảng 60 tượng Phật được đúc bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, nổi bật nhất là những pho tượng Lộ Thiên khổng lồ. Ngay trước cổng chùa là pho tượng Phật A Di Đà cao lớn. Tượng được khánh thành năm 2008, có chiều cao tính từ chân đến đỉnh cao 18 m, bề cao 7 m, có khối lượng 150 tấn. Ngay sau cổng Tam Quan, bên tay phải có tượng Bồ Tát Quán Âm. Đây cũng là công trình mới nhất tại chùa. Ấn tượng trong khuôn viên sân chùa là tượng Phật Di Lặc khánh thành vào năm 2010, làm bằng chất liệu bê tông, cao 20 m và nặng 250 tấn. Đây không chỉ là một pho tượng đơn thuần. Bên trong tượng Phật này được tận dụng để thiết kế một văn phòng làm việc của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang với sức chứa khoảng 200 người. Đi sâu vào phía trong là tượng Phật Niết Bàn. Tượng Phật Thích Ca này được hoàn thành vào năm 2013 với chiều dài 32 m, cao 10 m, nặng 250 tấn, tượng làm bằng chất liệu bê tông, cốt thép. Bên cạnh những tượng Phật khổng lồ là tòa tháp cao 7 tầng, uy nghiêm. Đây cũng là nơi giữ tro cốt của các Phật tử và chư tăng trong chùa. Có dịp đến Tiền Giang, mời bạn dừng chân ghé thăm chùa Vĩnh Tràng để lễ Phật và tận mắt chiêm ngưỡng những giá trị kiến trúc độc đáo tại nơi đây. Subscribe P Channel để đón xem series Chùa Việt nơi bạn tìm về. Dự kiến giới thiệu 1.000 ngôi chùa, những di tích văn hóa lịch sử dân tộc, những kỷ lục Guinness độc đáo thú vị, những công trình cảnh quan tuyệt mỹ của tạo hóa. Hãy bấm subscribe P Channel để đón xem series Chùa Việt nơi bạn tìm về.